Đây là chiếc máy này các bác thế này. À, bấm nó liệt hết chín này. Một lù này. Đó, nhưng mà bấm nó liệt hết rồi. À, vậy em sẽ chữa cái bệnh này cho các bác. Cái bệnh này rất thường hay gặp. Này cái này cái tem này, cái này tem chống hàng giả nhưng thực ra là cái tem này tem giả. Đây các bác nhá. Hàng nhái nó dán cái tem này, tem này chỉ có 100 đồng một cái tem này thôi. Đây này các bác nhìn này. Tem chống hàng giả. Đó. Thực ra tem giả thôi. Này tem này điện thoại họ mua rất rẻ 100 đồng một cái tem này thôi. Đấy, bây giờ em sẽ tháo ra các bác nhá. Đó. Em tắt đi nhá. Đây, bấm không bấm được cái gì cả, liệt hết. Vậy thì cái này sẽ sửa như thế nào? Em chia sẻ luôn trong cái video này cho các bác. À, bây giờ mình sẽ dùng con dao mỏng mỏng này, mình lách lách vào đây. Đó, nó chỉ là cái lẫy thôi mà. Đó. Rất dễ đúng không? Mà mình lẫy khéo một tí thì là nó cũng không bị có vết xước. Đấy, đều nhá. Cái này nó như là tháo điện thoại thôi mà. Dễ lắm. Em cũng làm điện thoại em biết cách tháo cái này, những cái này rất là dễ. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy ở trong này nó không có con ốc nào cả đúng không? Chả có con ốc nào cả để mà tháo ra tiếp. Vậy mình tháo ra như thế nào? Đúng không? Đó. Thì xin thưa với các bác, đây em đã tháo trước ra rồi đây. Mình sẽ phải, đây nó có những cái chốt hãm này. Đấy, mình phải cắt cái chốt hãm đi. Nhưng mà cắt không khéo thì tay này, ví dụ như là mình dùng dao lam mình cắt không khéo này, mình sẽ chọc vào cái những cái tụ này, mình đứt cái tụ này ngay. Quá tay đúng không? Đây, cách nào để mình có thể tháo những cái này ra mà nó không bị chạm vào. Đây em đã tháo thử rồi các bác xem. Mình sẽ dùng một cái dùi nhá, cái dùi nhọn 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 đấy. Đó, để mình tháo nó ra. Rất là dễ thôi. Đó. Đây, em sẽ tháo ra cho các bác xem nhá. Đây, em sẽ dùng một cái dùi nhọn. Đây cái dùi nhọn này. Đó. Em sẽ ngoáy. Đấy, ngoáy như này là nó sẽ tự động và nó sẽ ra này các bác này. Đó. Đó. Đấy các bác thấy không? Nó ra rồi đấy. Đó, thế là em đã tháo ra được một bên rồi. Rất dễ đúng không? Đó. Tiếp tục. Mình sẽ tháo tiếp nhá. Em sẽ tháo tiếp. Đây, cái nút này. Mình sẽ ngửa, đầu tiên là ngửa cái dao này ra đã. Mình ngoáy được. Sau đó mình sẽ xoay ngược ngược con dao lại nhá. Xoay ngược con dao lại về lòng mình ngoáy tiếp. Cho nó tròn đều đấy. Đấy mà mình xoay. Đó, đây bây giờ đã đứt rồi. Đấy, các bạn thấy dễ không? Và tiếp nhá. Đây này, những con này. Đầu tiên là sẽ ngửa con dao này. Ngửa con dao ra. Cái mũi dao này, mình ngoáy. Sau đó mình xoay lại ngược lại một chút. Xoay ngược. Đấy, mình sẽ xoáy. Sau đó thì mình sẽ ngoáy đều một lần nữa. Đó, đứt, thấy không? Đây các bác này, nó dính ở đây này. Đó. Và em sẽ tháo nút. Còn có hai cái ốc này này, đây. Đây một con này, đây một con này. Để tháo nút. Đó, cũng tháo tương tự như đây. Đó, đứt, thấy chưa? Rất dễ đúng không? Quá dễ. À, và đây nữa, một con cuối cùng đây. Con cuối cùng là các bác cẩn thận nhé. Tại sao em nói cẩn thận thì có mục đích cả đấy. Đó. Để xoay tròn. Để cho đứt, đứt rồi đấy. Đó. Xong nhá. Đứt rồi, các bác đừng có tháo ra ngay nhá. Tháo ra vội thì này, cái bàn phím này nó sẽ sổ hết cái hạt số này ra là các bác không biết nó là chỗ nào đâu. Đó là cực kỳ nguy hiểm nhá. Cái này mình đã xong nhiệm vụ rồi, mình cất nó đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái panh này. Mình sẽ nạy khéo nó ra, nhẹ nhàng thôi. Thật nhẹ nhàng nạy nó ra. Đó. Đó, nhấc lên. Đó. Nhấc lên thì các bác chú ý đây này. Cái hạt số này nó ở dưới này. Cái hạt số này mà nó sổ ra thì cực kỳ là khó lắp vào. Đó. Đây này cái hạt số này các bác này. Chỉ ngược chiều, xuôi chiều ấy thì rất là khó. Đó nên là mình chú ý. Để nguyên cái này. Em bác nào cẩn thận các bác lấy băng dính, băng dính lại. Đó. Em để riêng ra, tại vì em quen cái này rồi. Em để riêng ra. Này các bác thấy cái hàng rẻ tiền ấy thì là nó cái màn hình của nó không có cái lớp mica bảo vệ trước này. Đây này. Lộ luôn cả màn hình ra này. Đó. Không có lớp mica bảo vệ. Đấy cái hàng này hàng nhái đấy. Đây là cái mạch của nó ở trên.
Vậy thì cái mạch này mình sẽ làm như nào? Mạch này rất đơn giản thôi. Đầu tiên là các bác có thể, các bác dùng chính con dao lam của mình nhé, con dao can lam này. Các bác cạo qua cho một chút chút nha, cạo hết cái mặt trên này nhé, cạo để cho nó cái tiếp xúc điện của nó tốt hơn. Đó. Không sợ đâu nha, không sợ gì cả, mình cứ cạo thôi các bác nhé. Đây này, để cho cái tiếp xúc điện nó tốt hơn, chủ yếu là những cái chỗ này này. Đó. Và để cho tránh nó bị liệt tím đấy, liệt tím này thường thường là nó bị nước vào nó bị liền liệt thôi mà. Đó. Nước vào nó sẽ bị liệt, nó bị chập tím. Đấy, mình sẽ thổi đi. Đấy. Mình cẩn thận đây nhé, cẩn thận phía trên này nhé. Đó, cẩn thận phía trên này. Đó, sau khi xong rồi ấy, thì mình sẽ lấy cái này các bác. Hoặc RP7, RP7 xịt các bác để vệ sinh, hoặc cái này. Đó, em có thể dùng RP7 cũng được. Tùy mình cảm thấy cái nào thuận lợi thì mình làm. Sau đó lấy cái giấy đa năng này mình lau nó đi. Rồi mình sẽ phơi cái mặt của nó đi. Đó, phơi đi. Đó, em lấy cồn vậy nhá. Em lấy cồn. Tùy. Đó. Lấy vừa phải thôi. Đó, để lau đi. Lau cái bề mặt tiếp xúc đi. RP7 thì nó tẩy tốt hơn. Đấy, và tẩy cả mặt sau nữa nhá, không sợ đâu nhá. Các bác đừng có sợ. Tốt nhất là dùng RP7 xịt vào. Xịt cả mặt trước mặt sau. Đấy, các bác thấy nó bẩn lắm này. Để nó vệ sinh cái vi mạch này đi. Đó, đấy, em dùng cả hai cách để chỉ cho các bác nhá. Dùng cả hai cách, cách đầu tiên là dùng cồn. Cách thứ hai nữa là dùng RP7. Nó chống rỉ sét. Đây. Anh này. Mình sẽ cầm chú ý không để được gập nhiều cái màn hình này, nó sẽ bị gãy, gãy cái cáp này này. Đó, nên là mình đừng có xịt vào nó. Đấy, mình xịt vào đây. Đó. Mặt trước, mặt sau. Mình xịt vào. Cứ mạnh dạn đi. Đó. Không sợ. Sau đó mình sẽ bôi loang ra để cho nó tự tẩy. Có thể dùng cái bông ngoài tai hay là cái gì đấy, hoặc dùng ngón tay cũng được để cho nó loang ra, nó tự tẩy. Đó, nó tự tẩy hết. Đó, sau khi tẩy xong ấy, đó, các bác này, sau khi tẩy xong thì các bác lưu ý là mình phơi đi một tí, đừng phơi nắng quá nhá, mà phơi vừa phải thôi. Đó, phơi vừa phải cho nó khô cái mạch này, này. Rồi mình lắp vào là ok thôi mà. Đó. Là ok thôi. Đó. Đấy, các bác thấy nó tẩy này. Đó. Mặt trước mặt sau mình cứ để đây đây, tốt nhất mình để đây mình lau này. Đó. Đó. Nhá. Nó sẽ tẩy hết cái bẩn này đi. Và nhớ là phơi cho đi một tí nhá. Đó. Hoặc là mình sấy đi cũng được. Sấy đi cũng được. Em sấy đi nha. Sấy phải tránh cái màn hình ra. Sấy tránh màn hình ra nhá, đừng có sấy vào màn hình. Nó cháy màn hình ấy. Phơi như thế, phơi vừa phải thôi. Nhưng mà phơi nhiều quá này nó sẽ cháy màn hình ấy. Đó, sấy khô. Đó, thấy vừa phải thôi. Đấy, và mình sẽ phơi khô đi. Và mình lắp nó vào như bình thường thôi mà. Đây, nhưng mà khi lắp vào đấy, các bác chú ý là để em lắp luôn cho các bác xem nhé. Đây, mình để cái màn hình vào trước. Sau đó để lên lòng bàn tay này. Và đúng cái lỗ này. Lỗ này thì khi mình tháo ra rồi thì mình chú ý cẩn thận thôi. À, cắt đi rồi. Cắt đi rồi thì mình phải cẩn thận. Đó, thì cái pin này mình nên tháo nó ra nhé. Đừng lắp vào. Và nó sẽ gây ra hiện tượng kẹp đấy. Đó, sau đó mình lắp cái này vào thôi. Và các bác lưu ý là phải cho cái màn hình nó vào cái khe này nhá. Đây này, như thế này chưa vào đâu nhá. Đây này, các bác thấy như này vẫn đang hở đây. Các bác ấn vào phát là vỡ màn hình ngay lập tức này.
đó, các bác phải ấn nó xuống, đó, nó phải thấp xuống như này này thì mới được, đó, chứ không có các bác e xuống phát là nó vỡ màn hình đấy, đó, để lắp nó vào, thì đặt vào phía đầu tiên này, bóp đầu tiên trước, xong rồi các bác cứ bóp theo phía hai bên, đó, tạch như là nó vào, đó, rất dễ đúng không, đó, và các bác bây giờ lần thứ hai mà các bác tháo ra thì các bác phải cẩn thận nhé, không thì sẽ sổ toàn bộ cái phím ra đây nhá. Cái này cái tiếp xúc điện nó đang bị cong này, các bác thấy không, đang bị cong cái tiếp xúc điện này, em sẽ nắn lại một tí cho nó tiếp xúc tốt hơn đấy. Đó, cái tiếp xúc này mình phải để ý một chút. Đó, nên mà mình bóp từ dưới thì bóp đều ở dưới, sau đó bắt đầu đẩy lên trên. Đó, đẩy lên trên. Đó, khi nào thấy nó kín hết rồi, thì là được. Đó, ok. Đó, bây giờ mình sẽ bắt 4 con ốc này vào là xong. Rồi nhá, xong nhá. Bây giờ em sẽ lắp pin vào cho các bác xem nhá. Đầu tiên là lắp pin này. Đó. Rồi em sẽ lật lên cho các bác xem. Đây, vừa nãy bấm phím đều liệt hết nhá. Em bây giờ sẽ bấm này, 7 này. Đó, thấy chưa, các bác thấy chưa. Đó, em làm đúng thật luôn nhá, không giấu một cái gì cả nhá. Đó, đó, bấm phím hết rồi, ok rồi, thấy chưa. Các bác thấy không, rất đơn giản đúng không. Đó, 7, 8, 6, 5. Đây, 2 cộng 2 này, 2 cộng thế đó, 2 cộng 2 bằng, đó, ok, đúng không, chuẩn luôn. Đấy, các bác thử hết cái bàn phím đấy, rồi ok là được rồi. Nên là có tiền rồi đúng không? Nhưng mà cái này em đều sửa miễn phí cho các bác nhé. Cái này em sửa tặng cho học sinh và giáo viên thôi, em không lấy tiền đâu. Riêng những học sinh và giáo viên là em free luôn. Đó. Đấy, mình chỉ bắt 4 con ốc này vào là xong. Rất là dễ đúng không? Cực dễ luôn. Đấy, em không phơi nắng mà em sấy nóng luôn. Đó. Và các bác chú ý là đã tháo ra một lần rồi ấy, thì tháo ra lần thứ hai phải cẩn thận, không thì nó mà sổ những cái phím ra thì cực kỳ khó lắp vào nhá. Và tốt nhất là các bác nên chụp lại ảnh thì các bác mới biết vị trí của những cái phím ấy nó ở đâu. Đó, thì mình sẽ không bị lẫn được cả. Đó. Đó. Sau đó mình bắt đầu xiết ốc nhé. Xong hết rồi mình bắt đầu xiết ốc. Rồi, bây giờ em sẽ bấm này 1, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đó, ok. Tắt này, xiết này, AC này. Đó, tắt được là được rồi, ok. Đó, đây là video này em sẽ chia sẻ thật cho các bác luôn, không giấu giếm một cái gì cả nhé. Đó,